À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai vậy đó. Vâng. À, quý vị nhớ cái tâm biết ơn rất là quan trọng quý vị. À, tu hành mà nghiệp chướng tiêu trừ là ngay cái tâm biết ơn. Mà tâm biết ơn này khó phát lắm, không giỡn đâu. À, cũng như lúc trước những đức làm việc này việc kia nhiều ít dụng công tu, tuy cái miệng mình nói biết ơn nhưng mà sau lưng mình chọt, hiểu chưa, là chơi xấu. Tại vì nó không có từ cái công phu, nó không sanh được tâm giác ngộ. Mà cái tâm biết ơn này là nó sanh từ giác ngộ tâm, nó mới biết ơn được 100% vị luôn. Vì để ý đi, thí dụ như con người phàm phu mình chưa giác ngộ thì ai cho mình được lợi ích, ai lo lắng cho mình đàng hoàng, ai giúp cho mình được vui thì lúc đó mình cảm ơn. Đó là phàm phu, mình cảm ơn lúc đó. Nhưng mà được vậy rồi, nhưng mà khi lấy lại hoặc chạm một chút thôi thì mình sẽ không cảm ơn. Đó gọi là tâm phàm phu quý vị. Tâm phàm phu là gì? Còn nếu muốn cảm ơn theo tâm của Phật Bồ Tát dạy là tiêu trừ nghiệp chướng đó, là phải sanh tâm giác ngộ mới cảm ơn. Sanh tâm giác ngộ mới cảm ơn. Thì biết rằng lúc trước ví dụ những đức cũng nói sống trong thế giới biết ơn, cũng đem những bài giảng của Thượng Không cũng nói hay lắm, sống trong thế giới biết ơn, nhưng mà biết ơn cái miệng sau lưng thì chọt hoặc là tức tối chửi sùm. Thì thấy không? Tại vì mình không có dụng công tu nên mình mê hoặc điên đảo. Nói đây là chúng ta mở rộng phạm vi ra để chúng ta học tập nha quý vị. Ừ. Nhớ kỹ. Nên á, cái người mà hướng dẫn mình ít có ai người ta chịu nói những điều gì lắm. Giữ phạm vi chính của người ta thôi, ta không nói. Nhưng mà mình muốn giảng sanh về cực lạc nên cái việc mà cái ngã con người mình phải hạ xuống 100% quý vị luôn. Cái tâm biết ơn thật sự chỉ có đúng dụng công tu thôi, từ niệm Phật mà ra. Tại chữ Phật là giác ngộ, mà khi giác ngộ rồi mới cảm ơn. Thật sự 100% mới cảm ơn được. Còn nếu không chúng ta nói đầu môi chót lưỡi thôi quý vị. Khi cái tâm cảm ơn thật sự phát ra, quý vị sẽ có định hướng rất rõ ràng. Quý vị sẽ có rất rõ ràng định hướng luôn. Còn con người mà thí dụ như bây giờ họ gặp quý vị, họ lại 100 lại với quý vị chăng nữa, nhưng họ vẫn bỏ quý vị thôi. Họ vẫn bữa nay gì mai người khác, bữa nay thương vị mai ghét vị, bữa nay lại vị mai lại người khác. Họ có thể thoải mái đi lại, thích lại người này, thích thích thì chửi người này, rồi lại người kia, rồi mai mốt phải chửi người kia, đi lại người khác. Họ làm hoài gì luôn. Vì sao? Vì họ không có dụng công tu. Nếu thật sự dụng công tu để cầu sanh cực lạc, quý vị sẽ biết cảm ơn thật sự phát sanh từ tâm. Tâm giác ngộ sanh ra thì thật sự biết cảm ơn. Đây là 100% luôn. Thí dụ như Đức bây giờ mỗi ngày dụng công niệm Phật an lạc đi, sanh cái pháp lạc từ câu Phật hiệu đi, thì tức khắc cái tâm những Đức không có còn châm chích người khác nữa. Nó không có nói khéo để châm chích người khác. Nhưng nếu quý vị mà chưa có sanh cái tâm giác ngộ, quý vị sẽ khéo léo văn tự. Nhưng thật sự ở trong cái khéo léo văn tự, nếu quý vị chú ý một chút, là cái điều ám chỉ và châm chích người khác. Cái này mới đáng sợ đấy quý vị. Hiểu không? Cái này mới đáng sợ nè. Đó. Quý vị phải nhớ rằng có khi cái miệng quý vị nói dữ nhưng nó chưa ác bằng cái tâm dữ đâu. Khi cái tâm mà nó ác rồi nó còn kinh khủng hơn cái miệng nói ác. Tại vì cái miệng nói ác mà nó chưa chắc là đi làm ác, nhưng mà cái tâm nghĩ ác nó là một thủ đoạn. Nó là một thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Quý vị coi lịch sử, quý vị coi một cái tuồng cải lương hay tuồng kịch hay bộ phim. Vì để ý là đạo diễn, người ta sẽ chọn diễn viên nào phù hợp trong cái vai diễn. Có nghĩa là cái vai diễn này là cái người này làm tướng, ông này ăn to nói lớn nói thẳng làm thiệt. Còn cái ông đạo diễn ông chọn cái người diễn viên này là một kẻ hèn mọn, ích kỷ, nhỏ mọn.
Ông chọn nói chuyện rất khéo léo nhưng mà nó cực kỳ ác. Quý vị coi cái bộ phim, vì coi câu chuyện quý vị cũng biết được cái con người ta nữa. Nếu như quý vị có cái giác ngộ tâm, quý vị sẽ coi đó quý vị cũng giác ngộ nữa. Còn ngày xưa mình mê hoặc điên đảo, mình coi mình không biết chứ. Mình chỉ thấy nó hay 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 rồi, thằng này thì thằng này quân tử, thằng này nịnh hót thôi, mình coi vậy thôi. Mình coi là tự nhiên mình dính vô cái phạm vi của bộ phim thôi. Còn bây giờ là mình coi mình nghĩ ra được cái cuộc sống nhân sinh luôn, nhìn ra được con người luôn quý vị. À, thì biết rằng nó có những con người, người ta diễn cái vai trong cuộc đời người ta, nó diễn cái vai trong cuộc đời người ta. Quý vị biết rằng họ nói rất là ngọt dịu, họ đi rất là nhẹ nhàng, nhìn họ rất là lễ phép, nhưng tâm họ cực kỳ ác luôn. Vì coi trong cái bộ phim thì sẽ thấy có thành phần đó liền. Nó đi lợi nhà của một cái người nào đó muốn lấy lòng người ta, nó khéo léo, cực kỳ khéo léo, cực kỳ ngọt ngào luôn, nhưng mà cuối cùng nó hại cả nhà nó hết luôn. Có không? Thì có câu viên nào gì không? Có mà. Đáng sợ nhất là có một cái tâm thủ đoạn ác, mà bên ngoài có thể diễn tất cả cảnh để cho người ta coi và chịu đựng được hết luôn. Chịu đựng được hết luôn quý vị. Nó nên, nhưng mà cuối cùng đến lúc đủ duyên rồi, sức chịu đựng đó của nó là nó xử lý tất cả việc hại tất cả mọi người để chiếm hữu một cái gì đó. Ghê không? Cái đó đáng sợ lắm, gọi là thủ đoạn ác. Nó nên những đức nói với vị rằng là chỉ có niệm Phật lễ Phật nó mới sanh được tâm thiện. Vì niệm Phật lễ Phật nó sanh tâm giác ngộ. Mà khi nó đã sanh tâm giác ngộ rồi đó quý vị, thì con người mình nhất định mình sẽ biết cảm ơn thiệt. Mình cảm ơn thật lòng. Nó chứ mình không có nói đầu môi chót lưỡi trước mặt người để mà sau lưng mình chích, mình chọt người ta. Nghe là ném đá giấu tay quý vị, đó là đáng sợ đó. Nên mình kiểm lại cái tâm mình nha quý vị. Cẩn thận mình đó. Nói đây là nói chúng ta nè, những người như tu hành niệm Phật cầu giải thoát của chúng ta nè, hết sức là cẩn thận cái tâm đó đó. Tâm đó kinh lắm á. Phải đơn giản đâu. Không phải không có đâu nghe. Có đó. Nó mỗi ngày cũng cầu sanh cực lạc, cầu sanh cực lạc, mà cuối cùng chúng ta đi đến cực nào đó, có chừng chúng ta đi đến cực khổ á. Chứ mà biết thiệt quý vị, mỗi ngày cầu sanh cực lạc, cầu sanh cực lạc, mà cuối cùng chúng ta đi đến cực khổ đó. Nó, bữa nay bắt đầu này, mai bắt đầu kia, mốt bắt đầu nọ, cứ lang thang vậy đó. Nó, nghĩa là bữa nay đi lại người này, mai lại kia, mốt lại người nọ. Ngày xưa người ta đi lại người là người ta giác ngộ tâm. Còn mình bây giờ á, là thấy ai nổi lên thì đi lại. Rồi mai mốt có chuyện gì thì chửi người ta đi lại người khác. Hồi đó có một cái chú này, ông thường đến là ông cứ quỳ xuống lại Những Đức. Những Đức hỏi ông hồi xưa giờ chú đi lại mấy người. Hồi xưa Những Đức biết chú ngôi chùa đầu tiên chú đã từng thấy, Những Đức chú thấy chú lại rồi. Bây giờ chú đến chú lại Những Đức, mai mốt chú đi lại ai? Tại sao chú không lại một ai với Đà Phật á? Chú đi lại kẻ phàm phu Những Đức làm gì? Đó, Những Đức dám nói thẳng với ổng vậy quý vị. Ổng hơi bị đơ. Nhưng mà Những Đức nói rằng cái câu này Những Đức nói rất chân thật với chú á. Nếu mà chú có thể tiếp nhận được, tại vì chú đi lại 3-4 người chưa có người nào nói câu này cho chú nghe đúng không? Ông gật đầu đó, Những Đức nói thật lòng chú nghe đó. Chú nên lại ai với Đạo Phật đi. Nếu mai mốt mà Những Đức cái gì chú quay lại chú chửi Những Đức thì cái tội lỗi của chú nặng lắm. Vì chú đã từng lại Những Đức. Chú lại Những Đức mà giờ chú chửi Những Đức thì rất là nặng, chú dối lòng, dối tâm. Quý vị nhớ rằng là trong cuộc đời Những Đức, đây nói thật lòng, chưa từng lại một người nào thật lòng cả. Đều là có sự ràng buộc. Chưa từng lại một người nào thật lòng hết. Vì sao? Vì chưa cảm nhận. Đây là nói thật lòng, chưa cảm nhận. Có nghĩa là chưa thật sự cảm nhận. Những Đức chỉ có lại Phật Bồ Tát thật lòng để mong sanh ra tâm đó. Còn con người Những Đức chưa có cảm nhận thật lòng, nên cũng có lại con người nhưng mà trong sự ràng buộc, chưa phải thật lòng phát ra cái lại đó. Đây là nói thật với quý vị. Và rất ít đi lại con người, rất ít, cực kỳ ít. Và không hiểu lý do tại sao phải lại. Đó là điều mà bản thân Những Đức cũng hơi khó chịu chỗ đó. Hiểu không? Nên Những Đức nói rằng là chỉ cần có một cái tâm cảm ơn sanh ra là điều cũng rất quý rồi. Mà cảm ơn thật lòng
Thấy không? Ngày xưa những đức nói cũng nói cảm ơn, nhưng mà những đức làm thiệt, nhưng mà cái cảm ơn những đức nó hơi dối lòng. Vì những đức cảm nhận rằng bản thân những đức cũng rất cực để làm. Người ta cũng cho những đức cơ hội, nhưng những đức cũng cực lực chết mồ những đức mới làm được điều này. Chứ làm gì bản thân những đức sanh được tâm cảm ơn thật sự. Nên nó chưa phải sanh cảm ơn thật sự quý vị. Có những người nói rằng là ông được ngày hôm nay cũng người ta cho ông cơ hội. Những đức nói rằng tôi cũng làm chết mồ tôi mới được như ngày hôm nay. Chứ làm gì người ta cho không tôi đâu mà cho cơ hội. Nếu cho một cơ hội một kẻ vô dụng thì cũng uổng công vô ích. Quý vị làm của cải tài sản sẵn hay đưa cho một đứa con vô dụng nó phá sạch phải không? Có không? Trong cuộc đời vì nhìn thấy có không? Đó. Một người thầy có thể tạo một cơ ngơ đưa một người đệ tử vô dụng thì nó cũng không làm ra trò chống gì. Có không? Nhưng mà đưa vào tay những đức thì làm ra chuyện. Nên điều đó một kẻ ngạo mạn như những đức thì khó thể nào cảm nhận được cái sự cảm ơn. Tại vì nó phân 5 năm. Những đức có thể gọi là người ta cũng được cơ hội, những đức cũng được cơ hội. Nó là 5 năm. Nên những đức chưa phải sanh tâm cảm ơn thật sự. Thấy không? Tới bây giờ những đức bước ra tới bên ngoài, những đức tu tập, có được sự an lạc. Thì lúc đó những đức cảm thấy an lạc của những đức ngày hôm nay là nhờ ơn của những người đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu cho những đức. Cảm ơn trên là Phật Bồ Tát, cảm ơn những vị thầy đã dạy cho những đức một pháp tu. Còn lúc những đức làm có nhiều cỡ nào cũng chưa thật sự cảm ơn. Có khi bản thân những đức còn cảm thấy họ có khi còn không bằng những đức, làm sao cảm ơn được. Tâm phàm phu này kinh lắm nha quý vị. Đáng sợ lắm. Đây là lời nói chân thật đấy. Lời nói phát ra thật lòng từ tâm đó quý vị. Hãy thật lòng từ tâm của một kẻ phàm phu để tu từ từ, rồi tự mình giác ngộ tâm. Đừng nên dối lòng để đi hại người. Thật sự hãy cho mình thời gian từ từ đi quý vị. Nhưng những đức nói cái cách cảm ơn thù thắng nhất chỉ có đúng dụng công tu. Dù có đi làm từ thiện nhiều cỡ nào, dù có làm việc công quả lớn cỡ nào, nhưng quý vị sẽ bị phá vỡ, coi chừng phá vỡ hết. Vì chính cái tâm ngạo mạn đó sẽ phá sạch hết duyên phước của chính mình. Chỉ có đúng dụng công tu và thật sự muốn niệm Phật sanh cực lạc, chỉ đúng chỗ này thôi mới thật sự cảm ơn. Nên cảm ơn không đơn giản đâu quý vị à. Thật sự. Nên khi chúng ta dụng công niệm Phật lễ Phật rồi cảm ơn cha mẹ là có tâm thật. Cảm ơn thầy dạy là có tâm thật. Quý vị biết rằng là có những người như hồi tối những đức coi một cái tin nhắn thoại mà cô đó có nhắn tin. Nhắn tin cô nói rằng là hồi đó giờ cũng nghe nhiều người giảng pháp, biết rất là nhiều nơi, đi nhiều chùa. Khi bữa đó lướt trên mạng, trên TikTok, tự nhiên nhào vào thấy cái buổi như đức chia sẻ Phật pháp. Thì cô nói một câu rằng là nhìn ông thầy này gương mặt giảng vô côn quá. Mà nói thật sự luôn, hồi tối nó tin thoại chứ tâm nhiên đưa nhìn đức coi, nó nhìn gương mặt thầy giảng vô côn ghê, nhìn khó ưa. Nhưng không biết sao tự nhiên cứ nghe, nghe rồi cái tự nhiên dính luôn. Từ gương mặt vô côn mà nghe rồi dính luôn. Chính cô nói rõ ràng, ngồi suy nghĩ, biết nhiều người chưa bao giờ được dạy một pháp tu và chưa bao giờ đi sâu vào chuyện đời này tu hành muốn giảng sanh cực lạc và giải thoát, chưa gặp những việc này. Cuối cùng gặp cái mặt vô côn mà lại nói việc này. Cuối cùng cô nghe từ từ cô nói rằng có cái xác thực và thấy chúng ngay mình luôn. Cuối cùng cái mặt vô côn độ được bả. Từ ban đầu phản cảm cái mặt vô côn mà vào vô nghe. Rồi nghe từ từ, khi những đứa gặp sự cố ra khỏi chùa, bà nói khóc suốt khoảng thời gian, sưng con mắt hết. Cái mặt vô côn mà làm cho khóc. Tại vì sao? Bà cảm ơn những đức. Bà nói là bà cảm ơn những đức. Nhờ chính những đức đã thay đổi được góc nhìn và sự tư duy của bà luôn đối với Phật pháp. Và chính những đức đã giúp cho bà có một phương hướng tu hành và giải thoát. Bà thật sự cảm ơn. Nên bà nói khóc suốt mấy tuần sưng luôn mắt.
Tinh thoại nó rõ ràng vậy đó, thấy chưa? Nên quý vị cảm giác và cảm ơn được là ngay chỗ người dạy quý vị có một phương pháp tu và thay đổi được cuộc đời quý vị mới cảm ơn. Thật sự luôn. Bây giờ cho quý vị cơ hội chỉ làm việc thôi, chưa sanh tâm cảm ơn. Chỉ có đúng cái pháp tu thay đổi cuộc đời mới cảm ơn. Và an lạc thay đổi cuộc đời mới thật sự cảm ơn. Nhớ nha quý vị. Nhớ đó. Nên từ nơi đó quý vị muốn sanh tâm cảm ơn, quý vị dụng công tu đi. Tu làm sao quý vị an lạc, quý vị có được sự giải thoát của tâm, bị rơi rụng những cái phiền não, nhất định quý vị sẽ cảm ơn liền. Thì khi vị sanh tâm cảm ơn là nghiệp chướng tiêu trừ. Khi sanh tâm cảm ơn là nghiệp chướng tiêu trừ liền. Còn quý vị không sanh tâm cảm ơn là đố quý vị tiêu trừ nghiệp chướng đấy. Không bao giờ tiêu trừ nghiệp chướng. Thì thấy những đức bây giờ là tiêu trừ nghiệp chướng nhiều rồi nè. Biết sao? Con người những đức bây giờ rất tỉnh táo. Trong mọi hoàn cảnh rất tỉnh táo quý vị. Những đức không cần phải ngủ nhiều gì cả. Những đức cũng tỉnh. Đây là khác hoàn toàn ngày xưa những đức ở chùa luôn. Ngày xưa những đức cũng ngủ rất ít nha quý vị. Nhưng mà không tỉnh bằng bây giờ những đức đi ra ngoài. Đúng là rõ ràng niệm Phật lễ Phật một cách này cực kỳ hay. Rất tỉnh táo quý vị. Bây giờ 14, 15, 16 là 3 ngày những đức ngủ 3 tiếng. Quá ít. Cực kỳ ít luôn. 3 ngày 3 đêm ngủ 3 tiếng. Ít. Kinh khủng luôn. Thật sự. Rất tỉnh táo luôn. Đây là cái điều những đức thấy rõ ràng. Cái việc niệm Phật lễ Phật rất hay luôn. Tuyệt vời. Có những người nói: thầy ơi, con chỉ cần xá sâu đau như sống lắm. Bà thử xá từ từ, bà đừng có cụp nó xuống dữ quá. Bà cứ xuống nó từ từ, từ từ, từ từ, từ. Rồi khi mà quỳ xuống mà một tiếng keng đó, lại làm sao mà thẳng ra. Thẳng ra. Nó sẽ đau ban đầu, nó chưa thẳng được cái lưng mình vẹp xuống đâu. Nhưng từ từ, từ từ rồi, chừng nào mà xương sống bà cảm thấy xuống mà dẻo là hết nhức xong. Chừng nào xuống mà xương sống dẻo là hết nhức xong. Vì cái phương pháp xá xuống đó là giúp cho xương sống của mình nó hồi phục lại. Những cái khớp xương sống của mình, những đốt xương sống mình nó được hồi phục lại quý vị. Khi nhức sống là những khớp xương sống bị ảnh hưởng, những cái đốt sống bị ảnh hưởng. Khi xá Phật giúp xương sống bị hồi phục lại, có nghĩa là cái sức khỏe của xương sống hồi phục lại. Rồi khi quý vị đại sát xuống gì là nó kéo xương sống ra. Chừng nào xương sống bị dẻo là hết nhức. Hết nhức xong. Nhưng quý vị phải chịu đau một thời gian rồi sẽ hết nhức xong. Thí dụ như mình chịu đau 2 tháng mà mình hết nhức xương sống cả đời. Còn 2 tháng quý vị không chịu đau thì làm sao hết nhức xong? Thử đi. Chính bản thân những đức nhức sống kinh niên nè. Ngồi không bao giờ ngồi được thời gian lâu nè mà bây giờ những sống như đâu có nhức đâu. Ban đầu những đức xá xuống sâu nó đau, lại sát xuống nó đau lắm. Mà lại sát xuống ngay chăng chứ chân giữa chân sống nó còn đưa lên nữa. Tại vì nó cứng ngắc à, nó đơ 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 vậy nè. Đơ 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 đơ. Nhưng mà khi những đức lại nhiều thì sống như đức cực kỳ dẻo luôn. Nó rất là dẻo quý vị. Lại xuống nó sát xuống luôn à. À, rồi khi xá xuống sâu cỡ nào cũng được. Khi lại thẳng ra cỡ nào cũng được, hết nhưng sống luôn. Lại sống rất dẻo. Nên những đức nói vì lại chừng nào chúng sống dẻo là hết nhưng sống. Vậy nói người già được không? Già cũng được luôn. Người già sinh sống cũng hết nhất. Vì những đức gần gũi rất nhiều người già, lễ Phật hết nhưng sống. Khỏe mạnh vô cùng. Đó. Nên những đức nói rằng là phương pháp niệm Phật lễ Phật này cực kỳ hay luôn. Vì niệm Phật lễ Phật dụng công tu chứ đi. Rồi quý vị nghe được câu Phật hiệu hay nè. Rồi tự nhiên quý vị sanh tâm cảm ơn liền. Sanh tâm tức khắc cảm ơn liền quý vị. Nhớ nghe. Đây là cái rất quan trọng. Khi sanh tâm cảm ơn rồi, nghiệp chướng tiêu trừ. Nhớ kỹ chỗ này. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.